Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy sữa tại thị xã Mỹ Hào. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Vinamilk đã báo cáo về tình hình triển khai dự án nhà máy sữa Hưng Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận tại quyết định chủ trương đầu tư số 119 năm 2021. Dự án có tổng vốn đầu tư là 4.600 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Dự án được chia làm hai giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện từ quý 4 năm 2021 đến năm 2028. Giai đoạn 2 từ năm 2028 đến 2030. Theo kế hoạch, dự kiến đến tháng 9 năm 2022, công ty sẽ triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà máy sữa Hưng Yên. Tháng 12 năm 2022, công ty sẽ khởi công xây dựng nhà máy và đến quý 4 năm 2025, công ty sẽ đưa toàn bộ dự án giai đoạn 1 vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại diện lãnh đạo Vinamilk mong muốn tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hoàn thiện các thủ tục về trích lục bản đồ địa chính để xác định ranh giới thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn các thủ tục về lập và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép phương án phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng và chấp thuận đấu nối hạ tầng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trong việc thực hiện cam kết tiến độ dự án nhà máy sữa Hưng Yên với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để dự án sớm đi vào hoạt động. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án cũng như quá trình hoạt động của nhà máy trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở ngành liên quan đồng hành cùng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, đúng quy định của pháp luật và giải quyết những khó khăn vướng mắc nếu có. Để đảm bảo tiến độ dự án được thực hiện hiệu quả, trước mắt là chuẩn bị cho lễ khởi công dự án được diễn ra tháng 12 năm nay.